Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những video về hoạt động tâm ma ảo cảnh. Thì cứ mỗi đến cuối tuần vào ngày thứ bảy thì team của mình sẽ lại được gặp mặt với nhau nha các bạn. Thì mọi người ngồi với nhau uống ly cà phê và chờ đến hoạt động tâm ma để cùng chiến. Và hôm nay team của mình sẽ ra quân với một cái bang, một minh giáo và một tiêu giao. Và mình hy vọng hôm nay sẽ có thể cống hiến được cho các bạn những cái trận BK thật là hấp dẫn. Nhằm mong muốn là mang đến cho các bạn những phút giây thật là thư giãn và thoải mái. Ở đây mình sẽ để tất cả những cái voi thật trong cái trận tâm ma này nha các bạn. Nó sẽ hơi khó nghe một chút, nhưng mình nghĩ với những cái voi thật như vậy, nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái cung bậc cảm xúc nó thật là đầy đủ hơn trong một cái trận đánh như thế này. Đã. Nó sẽ hay hơn là khi mình phải ngồi mình súp lại cho các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi hết cái trận tâm ma này. Bên đây đường môn thiếu lâm. Đường môn thiếu lâm với lại hồi gì á. Kìa nó qua kìa. Ồ chết được một mấy chưa nữa trời. Á thì nó hút mình một khúc máu luôn trời. Vậy còn bánh thiếu lâm hả? Còn thiếu lâm với con gì á, không để ý. Đợi nha. Đợi nha, hồi tí đẹp đi, đợi nha, hồi tí đẹp. Lái bật cái thứ ba lên rồi mới qua đi đó. Thôi để nghe qua cho. Để nghe qua cho, để nghe qua cho lá bên đó đi. Thiếu lâm cung lôm. Thiếu quân bá đao. Bá đao cung lôm chết rồi. Cung lôm còn sống kìa. Chạy được trời. Nó lóc lên rồi nè. Vậy đó. Cứ chiêu 1, chiêu 2 xả ra. Ủa con lớn chạy đâu ta? Hồi đi nha, ăn rương cho. Máu kìa. Lá 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 đây nè. Rồi 3 phút nữa mình chạy lên mình dò. Lá là cục máu nha, chưa đầy máu nữa trời. Lá hút lá ghê quá. Lá nhượng lá nó có biết cách vô, nó hồi máu xuống nhanh nhất đi. Đánh không được quá này, coi quay dò. Không quá, không quá. Còn 3 phút, 3 phút mấy giây á, tụi nó đi, có đi đâu rồi. Nó còn thu xấu rồi, má tụi mày không đi cho tụi nó. Qua ông nha. Ê, mở mở rương nghe qua cho. Đó, đứng đứng qua luôn chứ tự nhiên mở rương đi nghe qua trước. Con kêu thiếu lâm, con tiêu gia ấy quên hoa sơn. Rồi, trời ơi, canh trưởng đó mà nó chạy được. Đồ lá. Còn thiếu không? Ngày 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 đi to chưa? còn dư 7.000 không cho 7.000 luôn. Thiếu cũng mới kiếp rồi, ai chơi đây mua cuốn hàng long hú hối quan trọng nhất của tôi. À, cuốn hàng cái bang quan trọng nhất cuốn hàng long hú hối mà không có. Ủa là còn nghe thấy còn cuốn đúng không? Hết rồi. Còn lại à, bên này có thiên nhẫn còn hết máu mà chạy được rồi. Lấy nữa lên cuốn số 2 rồi nha. Ý là lên lên chung đó. Lên chung đó. Lên chung cuốn. Để hồi máu. Hồi máu đường lên. Cái gì quăng cái dòng đó. Má mình bỏ được ở từ. Sau. Tấm tầm tầm nha. Thì lên 23 đi, đặng lên thân nhân kia hốt hồi chót rồi. Nhiều khi nó đi rồi.
Lên luôn, thằng kiếm sắp chết nè. Vừa bung nội tại, bung nội tại rồi đó. Rồi chết luôn rồi. Nha, nhỏ đang hết máu mà quất cái bung nội tại đầy cái máu lại. Nó may là nó không quất hết máu của nhai sau cái nội tại hết. Cục máu của tôi. Qua đây. Nhân có ai qua lẽ. Rồi không có bí kíp luôn, xui. Gom lại. Bên này còn cái ban là tiềm long treo, trời ơi. Tàn kiếm cái bang hơi bị nhiều nha, có thiên vương nè, còn con nga mi nữa nè, hai nga mi, nói chung là tàn kiếm nhiều thì tay mình hay khó mình sợ. Trường ca nữa, còn cái bang treo khu 8 phải có một con bá đao treo ở khu 12 về khu 8 đứng đi ăn cái bang nó cho thơm cái coi. Thôi về khu 1 cũng được, thôi khu 8 đi. Tài kiếm nha mi các bạn còn nguyên này nha. Không có thiên, chỉ có mấy ngà mi. Đó à, mấy ngà mi. Nào thế rồi kìa. Có khi là laptop. Lóc lên hết ơi. Không nên tốn gì thì tự má được có một viên đá à. Ôi ngày thường nhân luôn hình quá. Trời ơi. Ai cho xin 8 tài nguyên đi. Ai cho xin 8. Rồi rồi thích cho rồi. Em hay gọi nó là cái mộ. Dùng cho cuốn mình nên dùng cuốn nào trước ta? Chắc đi điểm. Thôi lấy hàng thông, lấy thêm mấy con rồng quýnh cho đã. Quay 1 trước 2 xuống 7. Quay 1 đi, quay 1 cho dễ, quýnh xong quá đi nha. Đó, hồi được 7 kêu trưởng cho sướng tí. Điện bả lại. Không có ai hết. Không có rương luôn. Điện tiếp rồi. Từ hồi tiếng điệp cái đã hai mấy giây, 20 giây. Mười giây. Năm giây. Ba giây. Hai giây, một giây. Búp. Ủa, không ai hết chân vậy? À, có. À, thích lóc lên sớm làm nhai bụng kia ra. Cẩn thận thiên vương thích ơi. Né đi lên nội tại kìa. Rồi để nhai. Chạy. Ê, chết mẹ. Rồi, ui, hồi mà giờ đừng qua nha, đừng qua. Ok, mình chết rồi. Lên lại một đi, đừng đứng đó. Đứng đó nha. Lúc lúc. Ê, thiên vương chạy qua đây hay vậy? Trời ơi, thích suối dại nha. Ôi, điều ra ngắm rồi rồi. Cùng luôn, còn nó cùng luôn à. À, hết hồn. À, thấy lá cái tôi bay liền luôn á trời. Anh lên đồ. Con cung lông này là lên đây rồi.
Mau cái máy sao quánh mẹ rồi, mẹ rồi. Á chừng dính mấy cái độc ta chết mấy nó nhục á. Sản thì kêu hồi máu. Má người con thiên vương. Vậy đó quýnh chiều 2 đó hồi máu được rồi. Canh ấn tượng luôn rồi. Bậy nhai hết máu rồi, cho nhai hồi máu đi. Không thì mình đứng đây lấy cho mình rồi khỏi cái này kêu. Đừng quá đi nha, đừng quá đi. Đừng lái mọi người tụi. Thôi cứ đánh 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 luôn tên anh luôn. Dụ anh em. Đây là an toàn nhất á, lá lôi nó vô đây. Nhai hồi máu cũng dễ lắm. Vô đây cưng. Sao cưng lì vậy? Nó vô rồi kìa. À, được nửa cây rồi. Ảo tượng ba khu nó mở hết rồi, khu chính ảo tượng nó mở xong rồi. Ủa sắp phun máu luôn rồi. À, nãy quýnh mình xem chưa? Ê, có con gì mới chạy qua kìa. Thúy Yên. Nó chết đó. À, hên cho nó. Thôi mà tôi lại tôi hồi máu. Tôi lại tôi hồi máu đây. À, mới hồi gần đây cây máu nó quất một cái. Đóng băng một cái mới có chi lóc rồi. Đóng băng. Nó tùy thích thôi, giờ ai đi trước. Một đi. Ngoài một lá rồi. Kệ nó. Ê, sao có con quỷ này đây? Trời ơi. Ê, có... À, chạy đi. Rồi. Hay thích sắp lên đường rồi đó. Không. Đây để nhai. Trời ơi, tôi đầy máu rồi mà tôi sợ nó đâu. Má tụi nó cũng đi ăn bó. Lên trên này đi lên. Để nhà trước nha, để nhà trước chứ. Có quái nè, không có ai nè. À, đánh quái đi nha, mở rương cho. Đây quái đi. Bãi. Không bóng mình ra một phát một. Thì nó có một sinh mình mới khó đánh. Ê, cái bang kìa. Đây có ngũ độc nữa. Có ngũ độc sắp chết, quay lại chơi nó. Lá vô đóng quái này hồi nè, quăng cái vòng này đó. Phải giết được thôi. Ê, giết con boss cho nó chết đã. Quay lại. Nó chết rồi. À, bỏ nó đi. Chạy ra thằng nhân. À, vừa mở hòa bình lên luôn. Chưa lên tiếng cao rồi đó. Chủ nó cũng mua sạch hết rồi. Nó có cái cục ma thạch với thêm tấn công nuôi gì vậy. Chưa tài nguyên tí một tiếp. Ai nghe nghĩ chắc mình nên về khu 7 thích ơi. Hai à? Khu 2 với khu 3. À, nãy mình quên coi thông báo là nó có biết bóp chưa. Lái mình suy nghĩ gì. Nói chung trước khi qua tổng em bước Q3 lên khi đó người chiều tới được. Thần cái thần nó đang gừng canh vang. Chắc em chết tại lá. Còn có
Tổ chính thì không thấy ai nha. Còn một cái tên em My Tài Kiếm là cái ban nữa. Mở rương xong qua chính. Lên khu vực. Ok ok. Hay qua chính, qua chính có mấy con quái cho. Ê ê có tim, có tim, có tim. Nó đang định đánh luôn đấy. Qua lá. Nhanh chạy đi, nhanh nhanh bị quất không búp kịp. Chết một đứa rồi, về lá ơi. Thầy kiếm nó bật nội tại rồi. Anh không biết đứa nào trong tim nó chết. Không biết chết con em thì đỡ nha. Nghe đang khu 8 á. Nói khu 8 bàn quá. 10 giây nữa chạy qua. Lên lên một người đó. Có người là nứt xuống rồi. Rồi quan chi hai nhiều vô. Thường nhân bên này bị nhanh mua hết đồ rồi nha, báo trước nha. Ê, còn cái vang kìa. Ê, còn, ủa sao còn cuốn bí kiếp ta? Vậy mình chưa được, ủa? Ê, bấm gì? À, bấm cái này ra, nhầm. Qua 7 không nha, hồi máu đi. Hồi máu đi, hút xuống 7 chút coi nè. Phải không? Xuống 7 đi, xuống 7 đi. Há nãy qua cái lọ rối không kịp búp. Còn có 4 tim. Nãy lái qua chậm chứ lái qua sớm là lái chết rồi. Ừ. Không, tại do nó dòm combo vô nhai cũng hơi bị nhiều. Há tự nhiên mình bấm lóc lên giường cá, mình hết rối qua đây nè. Thích qua trước ra phương xấu nè. Cái bàn giờ đi sao nhục nhã không? Còn con Minh Giáo ở đây. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Minh Giáo sống rồi bây giờ. Lá mở rương đi, lá mở rương đi. Còn con Minh Giáo, còn Minh Giáo. Cái bàn, cái bàn. Con Minh Giáo chạy đi rồi. Anh lóc lên rồi. Đây là con ngàn, nó mi chết rồi lấy anh. Gì đây hầm áo nè. Thế là bởi lấy chúng nó đi cút sao. Máy dài không hết. Lá ăn đi lá. Ý, à trời. Đó, chết. À, vậy mà nó chạy được. Nước ngầm. Hay thật. Quay lại đây nha ơi, còn 30 giây kệ nó đi. Chạy mua được đi. Hát nó chạy lẹ chứ. Để cái bàn đó, để nó đi quýnh với lắc hả trời. Mình canh giờ mình bỏ ở tuần 2 lần rồi, hay ở tuần mình lại. Thiên thần nó đã xong rồi kìa. Treo nó đi. Ha ha. Ngay mở ở tuần nha. Ok. Khỉ. Rồi qua luôn, qua luôn, qua luôn. Vậy mà mở rương cho. Có mấy cái rương. Qua năm không lên bốn nha. Ôi có người nha. Bỏ đây lên luôn. Không có, tới tài kiếm ở dưới đây nè. Ở trên còn vỏ đen với không con thiên nhẫn. Ơi, còn thiên nhẫn nữa, bỏ. Chết thằng kiếm rồi, chết thằng kiếm rồi, quất luôn đi. Hai con phía sau kìa, ăn hết tiêu rồi. Nhai nhai quất luôn vỏ đen rồi. Rồi. Thiên nhẫn núp đâu đây nè. Rồi nó chết rồi, nãy có hai con chết rồi. Ê đừng lên lên vỏ nha, hết kêu rồi. Lên lên hải tượng nha. Từ từ hết kêu rồi á, lên nó quất trong má nhìn không ra luôn á. Ê thương nhân này có gì để mua không vậy? Không có gì hết, mua hết. Có đá tượng nè. Phung trên. Còn ba tim. Đứng xung quanh đi lên trên, đứng xung quanh đi, hết bí kíp để mua rồi. Ngài chỉ có ngài phun bí kíp ra. Chưa nha, còn cúng. Giờ chỉ có mở rương lấy bí kíp thôi. Nghe còn một cuốn không lòng không lòng cuốn một rồi nó cái nha. À, nổ không trời. Lượng đã cuốn một rồi nha. Có tìm không? Không. Qua tám luôn, qua tám luôn, qua tám luôn, cầm thẳng qua bên kia luôn đó. Giờ mình hồi máu lên đi.
giữ máu cho full. Giữ. Từ nhà em mua đá cường hóa luôn chứ bây giờ không mua được gì nữa. Lên 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 lên. Ôi chạy. Con giáo thì cài 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 nó đi quấn con boss đi, mình quấn kịp á. Em mở đường đi lát. Vô đây cưng, vô đây cưng. Rồi xong lá. Rồi kệ đi, nó hết máu rồi, nó không làm ăn gì được đâu. Chết rồi. Ủa sao lúc em không ẩn xuống mà em nhảy lên lại chi vậy? Lúc em lặn xuống em lặn luôn. Thích thích đánh gì thích. 10 giây không kịp rồi, không kịp rồi. Sao đứng lên đi coi. Thôi lại cổ vũ cho anh em đi lá. Buồn quá mà. Kệ Thiên Nhẫn tới giờ nó cũng không làm ăn được gì á. Còn một Thiên Nhẫn, một Minh Giáo. Tự nhiên thấy con lá nó ẩn xuống rồi mà sao nó nhảy lên cái đùng. Là nó không trúng luôn Thiên Nhẫn rồi. Tụi nó chạy đâu hay ta. Máy chưa lên cái nước chung này luôn. Tiêu dao chưa lên cuốn chừng nào. Đây còn con Thiên Nhẫn Nghĩ Thiên nè, mà máu cũng còn full. Còn con Minh Giáo nữa. Máy còn 4 đội. Còn 3 đội. Nó không đủ tường hóa gì luôn trời. Thiếu một thiếu tí nữa. Trời ơi, tôi tiền hóa gần 100 hết rồi. Trời ơi, mình mới tiền hóa 90 rồi. Em còn món nữa lên mẹ 100. Ghê, vậy mà để chết. Ăn cho lắm vô chạy không nổi. Tại vì lúc mà vừa mở cái rương nó nổ, tức là bị khừng lại đồ mẹ ăn chân nó nguyên dẫn. Chưa xuống rồi, chưa xuống được rồi mà không hiểu sao nhảy lên lại được chứ. Đây, Minh Giáo đây, Minh Giáo Chí Tôn. Qua bên góc bên này đứng này nha. Đứng đứng 12 giờ coi cho có cái cục kia nè. Ôi nhà cục đầu kìa. Nhà chưa có gì hết. Mình nói đứa nào mới ẩn tại lắm rồi. Từ từ đừng nói chung mình cũng đừng xét quá. Kệ Minh Giáo với kìa. Không còn con Thiên Nhẫn đó từ từ. Đợi skill. Cứ lấy kêu quăng cho nó từ từ thôi, thích đừng có dội thích. Mình hai ạc mình quýnh từ từ chơi nó. Nó nhảy lên rồi kìa. Ủa gì vậy em ghê chứ. Nhấn chơi lên thiệt hả? Né ra. Con Thiên Nhẫn nó ra kìa. À, dưới đây còn con Thiên Nhẫn vỡ thách nữa kìa. Thì con nãy tới mình quánh đó, nãy nó giết lá nó lên đó. Mà nó quánh nhà thích rồi. Quất Thiên Nhẫn đi. Nó ẩn rồi. Vậy giết Minh Giáo cho chết luôn. Rồi con Thiên Nhẫn giết Minh Giáo rồi. Thôi sao. Rồi chết Võ Thánh rồi. Mẹ mày giỡn mặt với tao. Để đồ cho đẹp đi anh ơi. Còn con gì Thiên Nhẫn đúng không? Hai Thiên Nhẫn rồi. Còn con à. Trời nhìn thấy đố thằng nào. Cái tên vào. Không hồi mẫu được không? Chưa nha, chưa hồi kêu thì nha sẽ quăng tại đại lung tung. Nó ra kìa, nó dưới á. Xong vãi. Lạ. Quên lạ. Lạ là không được mình tìm đâu mà bây giờ mới được lên được một cái mức chung này. Nhảy lên full rồi. Giết được 10 mạng chứ bộ. Ghê chưa? Ở đâu tận đâu. Cười thân cái. Ồ may quá lái cũng được hồng mỹ kìa. Rồi. Lên gần full đồ hết mẹ còn đâu nữa. 100 điểm. Ok, như vậy là trận tâm ma cũng đã kết thúc. Thì mình hy vọng với những phút giây vừa qua, với những cái màn BK thật là máu lửa, thì mình hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn thật là thoải mái. Thì nếu các bạn nào thích những video này, các bạn hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.